Uống rượu bia vẫn là thói quen của rất nhiều người, thế nhưng đôi khi điều này lại gây ra tác động xấu tới sức khỏe. Thời gian gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ca nhập viện cấp cứu do uống rượu, thậm chí tử vong được xác định do ngộ độc methanol tại thành phố Hồ Chí Minh. Có trường hợp nạn nhân uống rượu trong 3 ngày liên tiếp. Xác minh nguồn gốc rượu khiến nhiều người tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận 9 ca ngộ độc methanol trong một tuần. Đến nay, 2 ca tử vong tại bệnh viện, 3 ca xin về với tiên lượng rất nặng, 3 ca ổn định và xuất viện, 1 ca đang điều trị. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân đều có nồng độ methanol trong máu cao nhất là 404,82mg trên decilit, trong khi ngưỡng gây ngộ độc là 50mg trên decilit. Trong khi đó, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận đến 12 ca ngộ độc methanol chỉ trong vòng 1 tháng, hầu hết nhập viện trong tình trạng suy hô hấp tổn thương tim mạch, giãn huyết áp, 6 ca trong số đó đã tử vong, đa số là lao động nghèo. Theo ghi nhận, các bệnh nhân phần lớn đến từ huyện Bình Chánh, quận 8, Bình Tân. Ngoài ra còn một số lao động nhập cư từ Vĩnh Long, Bạc Liêu lên ở trọ. Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban đã nhanh chóng vào cuộc lấy thông tin từ những người tham gia uống rượu, đồng thời xác minh nguồn gốc xuất xứ của rượu đã sử dụng. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh ít ghi nhận các vụ ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp. Trước tình hình tăng bất thường số ca ngộ độc với số ca tử vong như hiện tại. Các bệnh viện đã nhanh chóng có báo cáo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ cảnh báo ngộ độc methanol trong rượu chủ yếu gặp ở các loại rượu rẻ tiền, pha tạp chất, bán cho người lao động nghèo. Khi đó chất chuyển hóa của methanol là axit formic gây rối loạn toàn chuyển hóa và tổn thương nhiều cơ quan. Bệnh nhân có thể bị mờ hoặc mù mắt vĩnh viễn, tổn thương não, suy thận cấp, diễn tiến tim mạch, thậm chí có trường hợp xuất huyết não. Thưa quý vị, Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được Báo Sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật. Hãy luôn đồng hành và theo dõi những thông tin mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.